cái mát thế này, có cái thuốc gì trà khỏi mà không thuốc gì trà khỏi thì để ra thì mổ chết cần 90 rồi, 90 vẫn thế thì 100 mổ hay là bao nhiêu? Thôi 10 năm nữa thì mổ. Là trà nó khỏi gì mà không có thuốc gì trà khỏi hết, chỉ có cách thôi. Cứ 10 năm nữa là chúng nó không mổ trẻ hết. Đến giờ chồng này chỉ trong người mờ mờ thì không rõ. À. Không biết nó có cái viên viên cá nhỉ? Viên biết. Cá cái gì ướp mặt. Các cụ già 90 rồi chứ còn. Bây giờ khổ lắm. Ê cũng tuổi bà gian đẻ. Bà gian đẻ năm nay bà 95 rồi. Bà khai tăng năm nay 95 hay là 96. Thế rồi. Nhưng thực tế là bao nhiêu? 90 rồi. Khai gian bà khai tăng cứ tăng lên. Bà đi. Con lui. Bà đi mấy bà Thủ Đông. Không đợi mấy. Nhưng bà Thủ Đông sẽ khai bằng tuổi bà Thủ Đông. Bây giờ bà không biết là 95 hay là 96 cơ. Mọi năm thì cái em nhiều hơn tuổi chị bình thường. Trong kia bà Bình ấy nhiều tuổi hơn ông Phương. Bà Bột thì nhiều tuổi hơn bà Bình. 90 tròn à? Ông đang nói này với bà 80 rồi 80. Dạ anh em chả uống ít bia chứ. Nhưng bụng nó kìa chán lắm. Uống nhiều bia giờ bụng cả cái ông. Bụng to đẹp chưa bà? Uống lắm bia mọi năm có ai thế đâu. Uống lắm bia giờ bụng nó chảy ra. Bia đâu nhưng mà nó lại to. Chúng tôi có mang con đẻ cho các ông bao đẻ. Mọi năm. Giờ ít tuổi uống ít chứ. Mọi năm cứ rau củ rau khoai đến không đâu biết, không biết rồi nó béo đến đâu chất mà béo đến đâu chất ăn ăn khó ăn ra coi như này giờ nó đủ chất nha. Nhà bán nhận này bây giờ cái thằng tầng Trung nhà anh Thành Miền nó làm ở đâu? Công ty ở nhà à, công ty nhà thôi chưa có lúa đâu mà cát. Cát phơi đi buông kia buông qua. Hôm nay là cái tháng sáng hôm nay về là cát. Xin phép được chưa? Xin phép được chưa? Và anh nuôi gạo được tí nữa thôi. Chờ các. Chúng ta còn nhậu đó. Còn cơ quan đang nhậu. Nước gì nước này? Nước chè có, này. Có chè bà uống không đấy cà phê. Cà phê đấy cà phê. Nước thế nào nước đặc như thuốc cái này. Rồi đấy. Đấy cà phê đấy có uống không? Thì uống được. Đấy đây, ngon. Đắng gì uống này nó mới tinh uống. Cà phê đấy. Cà phê gì? Uống nước trắng không? Cường rót cốc nước trắng cho bà. Đắng lắm. Bà chứ uống nhỉ? Uống nào cũng chào cà phê mà đã uống nào nó không đắng. Cường phải gọi ông bà đắng thôi. Cường rót cốc nước trắng. Có chè đấy. Em vừa pha. Bây giờ chỉ có mấy tay dân giúp đi. Ở trên này này. Đó nó sẽ gọi cho nó ra. Mấy tay trẻ trên ấy này là ngồi uống rượu nó hay kể cả. Quang nước cũng là Mạnh là đóng quân ra quân rồi à? Lâu chưa? À, cứ tưởng là ở lại.